Cuộc chiến giữa Skibidi Toilet và những người bạn của anh ấy có lẽ đã đi đến hồi kết, khi mà phần thắng đang nghiêng hẳn về bè lũ quái vật đầu bốn cấu. Bọn chúng thật sự quá đông và hung hãn. Hoa hồng nở rộ bốn mùa, không sợ chó dữ, chỉ sợ chó hùa. Mặc dù bên phía của cameraman cũng đã xuất hiện rất nhiều nhân vật tay to mặt lớn như là người lo, người tivi và những con người cực kỳ mạnh mẽ khác, nhưng tất cả gần như đều bỏ tay trước sức mạnh của bọn quái vật đầu bồn cầu đầy kinh tởm này. Mọi chuyện gần như đã đi đến ngõ cụt khi mà những chiến binh cameraman mạnh mẽ nhất đều đã bị kiểm soát và bắt đi rất dễ dàng bởi sức mạnh ngày càng to lớn của lũ Skibidi Toilet. Skibidi Rob Jet Jet, Skibidi Rob Jet Jet. Hello mấy đứa, nhìn anh ngán chưa? Đằng nào mà chưa ngán thì nhào vô đây. Ai mắc ẻ thì vô đây, vô đây. Tao bốn hay là ái chỉ thì anh cũng cần được hết trơn á nha mấy đứa ơi. Ui da, ôi trời ơi. Ngu mà còn lì hả mày? Toilet chứ có phải con gà đâu mà gáy dữ vậy cô.